Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Chúa Giêsu làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chúa Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Chúa Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, anh Minh Dũng và chị Thanh Trúc hôm nay cử hành nghi thức hôn phối. Trai Hoa Kỳ, gái miền Tây. Và rồi anh chị đeo đuổi nhau, gắn kết với nhau và chờ đợi nhau. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa sám hối, dọn lòng để đón mừng Chúa Giáng sinh. Chúa đã đến cách đây hơn 2000 năm và Chúa tiếp tục đến trong những biến cố cuộc đời, sự kiện cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và Chúa đến một cách mang tính chất quyết định. Ngày cánh chung, Chúa lại tái lâm trong vinh quang. Nếu như trong mầu nhiệm Giáng sinh, Chúa đến làm người, khởi đi từ là một thơ nhi nhỏ bé, yếu đuối, cần sự trợ giúp của con người, thì lần thứ hai trong vinh quang, Ngài đến trong uy quyền để kết thúc vũ trụ, để dẫn đưa chúng ta vào trời mới, đất mới. Và như vậy, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn. Những ngày giờ chúng ta được mời gọi tập trú vào việc dọn mình để đón mừng Chúa đến. Chúa đến trong đêm Giáng sinh, Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta. Và cách nào đó, anh Minh Dũng và chị Thanh Trúc trong những năm tháng vừa qua cũng sống trong mùa vọng thương nhớ mong chờ ai. Chắc chắn anh chị nhớ đến nhau thật nhiều và đến độ rằng cảm thấy rằng chúng mình không thể nào sống mà không có nhau được. Và vì thế cho nên đeo đuổi nhau,
Rồi thì hôm nay thời giờ thuận lợi, anh chị cử hành nghi thức hôn phối trong Chúa Nhật thứ ba mùa vọng hôm nay. Không biết chị Thanh Trúc cách nay mấy năm có cái duyên cớ gì mà lại được sự thúc bách để đi học giáo lý, để rồi qua các bí tích khai tâm đời Kitô hữu, chị trở nên con của Chúa. Và vì vậy cho nên trong thánh lễ hôn phối hôm nay, anh chị tay trong tay dắt nhau đến nhà thờ, có cha mẹ đôi bên thân bằng bạn hữu đến đây để chung niềm vui với cô dâu chú rể, và nhất là chung tâm tình, chung lời cầu nguyện. Nếu như những năm tháng vừa qua là những thách đố anh chị đã vượt qua được, thì hôm nay khi chính thức bước vào đời sống hôn nhân gia đình, ước gì tình yêu ấy được triển nở, được mạnh mẽ, được đâm bông kết trái, và nhất là được chọn tình vẹn nghĩa với nhau trong suốt cuộc đời. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị và xin Thiên Chúa một tình yêu Giáng sinh làm người ở giữa chúng ta. Một Thiên Chúa yêu thương con người đến độ không chịu nổi bỏ trời cao để xuống thế làm người ở với chúng ta, để chia sẻ niềm vui nỗi buồn của chúng ta, và nhất là chia sẻ toàn bộ vận mệnh cuộc đời của con người, qua đó cho thấy tình yêu Thiên Chúa. Muốn biết thế nào là tình yêu, chúng ta bước vào nhà thờ nhìn lên thánh giá Chúa, một Chúa Giêsu chịu đóng đinh vì người mình yêu, một Chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết vì người mình yêu. Và như thế, cốt lõi của tình yêu đó chính là hiến thân, đó là yêu thương, đó là đón nhận nhau để sống khoan dung, để sống yêu thương và tha thứ. Ước gì anh Bosco Trần Minh Dũng và chị Maria Nguyễn Thị Thanh Trúc cảm nhận được hồng ân của Chúa, và nhất là Chúa đã ban cho có nhau trong cuộc đời này. Hãy trân quý nhau và hãy sống với nhau trong sự yêu thương mãi mãi. Amen.